Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Minh Hùng đến tham quan một siêu phẩm nhà phố ngang 5, độ dài 17m, thiết kế một trệt một lửng 3 tầng lầu, tọa lạc trên trục đường Thạnh Xuân 25, ngay ngã ba Thạnh Xuân và Tô Ngọc Vân, kề bên Ủy ban dân phường Thạnh Xuân. Chúng ta đến với một căn nhà ngang 5, độ dài là 17m, thiết kế một trệt một lửng 3 tầng lầu, hướng đông nam, phù hợp cho quý vị chúng ta theo phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà này nằm ngay sát bên trường Cao đẳng Điện lực luôn nha quý vị. Căn nhà rất là đẹp, nằm trong một khu nhà lầu đồng bộ, toàn nhà phố cao cấp. Và căn nhà này thì có giá bán là 5 tỷ 900 triệu đồng thì tặng kèm full nội thất, và giá bán không tặng kèm nội thất thì 5 tỷ 700 triệu đồng nha quý vị. Quý chị quan tâm đến căn này thì có thể gọi cho Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Giá bán thì còn bớt lộc cho quý vị thôi chứ không có thương lượng nhiều nha quý vị. Ngang 5, độ dài 17m, thiết kế theo mẫu kiến trúc hiện đại năm 2022, cực kỳ đẹp và cao cấp. Và chúng ta cùng em Hùng tham quan con đường trước nhà này. Con đường này lên tới 10m, đường nhựa, khu đồng bộ an ninh, có cổng an ninh bên ngoài, và khu này thì có toàn nhà lầu rất là đẹp nha quý vị, toàn nhà phố cao cấp thôi, điện âm. Và khu này thì chúng ta có con em trẻ nhỏ vui chơi giải trí thì rất là tuyệt vời. Khu này thì rất là an ninh, ở rất là sướng, toàn khu dân trí cao, an ninh ổn định. Đây là chúng ta đang tham quan khu phố của nhà mình, khu phố của căn nhà ngang 5, độ dài là 17m, thiết kế một trệt một lửng và 3 tầng lầu, có 5 phòng ngủ, không gian gara xe hơi, xe máy, phòng khách, phòng bếp, 5 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng phía trước sau, với hướng nhà là hướng đông nam. Và chúng ta sẽ cùng em Y Hùng chiếu lên mặt tiền, mặt chính căn nhà một lần nữa này. Mặt tiền được thiết kế theo mẫu hiện đại, không gian xanh mát với lan can bên ngoài vô cùng đẹp và nhiều cây xanh bên trong. Hướng nhà thì hướng đông ghé nam nha quý vị, phù hợp cho quý vị chúng ta thì phong thủy là đông tứ trạch. Và chúng ta đang cùng em Y Hùng tham quan căn nhà rất là đẹp vào buổi chiều muộn ngày hôm nay. Nhà thiết kế với hai lớp cửa cổng này, một lớp cửa cổng cửa cuốn và một lớp cửa nhôm. Bên ngoài thì được ốp đá, bên trong là khoảng sân 2m đậu xe gắn máy và khu vực gara xe hơi hoặc phòng khách số 1 dưới tầng trệt. Khu vực gara xe hơi phòng khách số 1 dưới tầng trệt nó dài khoảng tầm 8m quý vị, đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Ở đây thì gia chủ đang trưng bày những cái bộ sofa kết hợp với tủ kệ tivi. Nếu gia đình chúng ta có xe hơi thì chúng ta sẽ dọn khu vực này lên trên tầng lửng thì quý vị sẽ có khu vực gara đậu xe hơi nhá. Rộng rãi và thoải mái nha quý vị. Nhà thiết kế có lửng nên không gian bên trong vô cùng thoáng và sáng này. Với diện tích ngang tới 5, độ dài lên tới 17m nên là thiết kế không gian rất là đẹp. Và với mẫu kiến trúc hiện đại như thế này thì chúng ta nhìn nó cũng rất là sang và thoáng nha quý vị. Với giá bán là 5 tỷ 9 thì tặng nội thất và 5 tỷ 7 thì không có nội thất. Thì quý vị nào mua nhà thì có thể lựa chọn hai hình thức lựa chọn khác nhau. Đó là mua tặng kèm full nội thất và mua không có nội thất. Thì ở đây thì quý vị thấy phòng ngăn bếp này, có bàn ăn 6 ghế này, có những bức tường được ốp nhựa và ốp kính caro, có tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ An Cường đóng phun trần, có khu vực để tủ lạnh hai cánh, khu vực bị ép âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát và giá kệ để chén bát. Sau nhà thì quý vị có khoảng sân 2m được trồng thêm cây xanh và làm vệ sinh phía đằng sau. Đây là khoảng sân phía sau của căn nhà này, khoảng sân này thì được trồng thêm cây xanh nha quý vị, và có giếng trời rộng phía đằng sau. Có vệ sinh ở cuối nhà đây với bồn cầu và lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Thì căn nhà này ngang 5, độ dài 17m nên gia chủ trừ sân sau sẽ rất là thoáng, những không gian, những cái phòng ngủ phía sau đều được chỗ cửa sổ nha quý vị. Quý vị đang đến tham quan một căn nhà nằm trên trục đường Thạnh Xuân 25, ngay ngã ba Thạnh Xuân 25 và Tô Ngọc Vân, sát bên Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân, kề bên là trường Cao đẳng Điện lực, cách Gò Vấp 1 km và cách sân bay Tân Nhất khoảng tầm 15 phút đi xe máy, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 30 đến 40 phút đi xe máy thôi. Vị trí này thì thuận tiện cho đại gia đình ở, làm văn phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Quý vị quan tâm đến căn siêu phẩm nhà phố ngang 5, độ dài là 17 này thì hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Với một căn nhà ngang 5 như thế này mà giá bán chưa tới 6 tỷ thì phải nói là quá là mềm luôn nha quý vị. Mà thiết kế bên trong thì phải nói hội tụ đầy đủ, có một căn nhà phố hiện đại cao cấp bậc nhất quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Không gian tầng lửng thì gia chủ cũng tặng kèm mình một bộ sofa này, kết hợp với những giá kệ trang trí, tủ kệ tivi, những bức tường ốp nhựa trang trí kết hợp với đèn trần, đèn led, sofa, cửa bốn cánh ra khu vực sân sau, màn rèm. Và khu vực này thì có cả khu vực để gắn máy lạnh, cũng như là có đèn trần và đèn led rất là đẹp trong buổi chiều muộn ngày hôm nay. Chúng ta đang trên không gian tầng lửng phòng khách số 2. Nếu gia đình chỗ chúng ta có xe hơi thì khu vực này sẽ là không gian phòng khách chính của căn nhà mình. Đây, chúng ta đang đứng trên không gian tầng lửng phòng khách nhé. Nhà ngang 5 thì vô cùng rộng và cực kỳ thoáng nha quý vị.
Khu vực cầu thang thì ốp đá hoa cương trắng đen, tay vịn gỗ căm xe, lan can kính cường lực. Đây là mẫu nhà phố đậm chất hiện đại năm 2023. Quý vị đang cùng em tham quan. Không gian phòng ngủ thì quý vị có bộ 5 phòng liền và tất cả các phòng đều có full nội thất tặng kèm, bao gồm giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi, khu vực gắn máy lạnh ngay trên cửa ra vào, vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì rất là rộng với bồn cầu, lavabo rửa mặt nguyên khối bên ngoài, bên trong là bồn tắm đứng, vòi tắm sen cây, vòi tắm sen thuyền và phòng vệ sinh được ốp gạch phun trần. Một mẫu nhà phố đẹp nhất quận 12 đang được Huy Hùng gửi đến quý chị yêu thích nhà đẹp và đang có nhu cầu tìm nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị quan tâm căn này thì còn chần chừ gì mà không gọi cho Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Hai căn thì căn ở trong thì đã được công chứng và nhận nhà về ở rồi nha quý vị. Còn căn bên ngoài này thôi, căn bên ngoài này thì đang chào bán này. Căn này thì nội thất rất là đẹp. Căn bên trong thì vị khách hàng kia mua thì không nội thất với giá 5,7 tỷ. Còn căn này thì gia chủ sắm full nội thất này thì có giá cho đại gia đình mình mua là 5,9 tỷ nhá. Giá bán rất là mềm, quá mềm luôn. Hùng quay căn này, Hùng muốn mua về ở luôn nha quý vị. Phòng vệ sinh bên trong này quá rộng với đầy đủ công năng, bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm đứng, vách ngăn, vòi tắm hoa sen và gương soi. Đây là không gian phòng ngủ số 2. Chúng ta di chuyển lên bên trên sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 4 và số 5 nha. Quý vị thấy thì hai căn này rất là rẻ nên là mới xong thì đã có một vị khách hàng mua một căn rồi và công chứng dọn nhà vào ở ngay rồi. Còn căn này thôi, căn này thì đang chào bán nên là hôm nay Hùng tranh thủ đến đây quay để gửi đến quý vị cái sản phẩm này, một sản phẩm mà phải nói là đẹp nhất quận 12, cho quý vị chúng ta đến tham quan và chọn lựa. Sản phẩm nhà phố ngang 5, độ dài 17, một trệt một lửng và 3 tầng lầu với giá bán là 5,9 tỷ full nội thất, 5,7 tỷ không bao gồm nội thất. 5 phòng ngủ, có gara đậu xe hơi rộng, có phòng khách, phòng bếp, có đầy đủ nội thất tặng kèm và thiết kế vô cùng đẹp, cực kỳ độc đáo và phải nói là vô cùng hiện đại, bậc nhất quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ xem nhà bên Huy Hùng để được gặp trực tiếp chủ nhà, xem giấy tờ, được hỗ trợ vay ngân hàng và được hỗ trợ làm giá tốt khi mua. Với giá này thì giá này hầu như là giá niêm yết rồi nên gia chủ chỉ bớt lộc lá cho quý vị thôi nha, cho đến may cho chúng ta vào nhà ở cho nó có lộc thôi, chứ thật sự căn này bán là rất là mềm. Quý vị mua được thì ở về nó là rất là sướng. Cách mặt tiền đường chính đường Thạnh Xuân 25 khoảng tầm 100m thôi. Và cách quốc lộ 1A chỉ khoảng tầm 500m, cách Gò Vấp 1km. Di chuyển qua sân bay Tân Nhất khoảng tầm 15 phút đi xe máy thôi và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 30 đến 40 phút. Chúng ta đang đến với không gian của phòng ngủ số 5 và phòng thờ. Khu vực không gian phòng ngủ số 5 này, 5 phòng ngủ luôn nha quý vị. Phòng ngủ số 5 thì cũng có nội thất tặng kèm và rất là rộng, có cửa sổ ra khu vực sân sau. Nhà mà quý vị chỉ sân sau thì sẽ được mở cửa sổ như thế này nha. Đó, rất là đẹp, tuyệt vời nha. Sau nhà mình là trường mầm non. Đây này, quý vị nhìn này. Đây Hùng này, mở cửa này ra. Đây quý vị nhìn đây nha. Sau nhà mình là trường mầm non nha quý vị. Đó, trường mầm non này. Có con em đi học thì quý vị gửi trường này luôn. Trường này trường quốc tế luôn nha quý vị. Sau lưng nhà mình là trường mầm non nên sẽ rất là thoáng mát nữa. Đặc biệt thì cực thoáng. Phòng ngủ thì 5 cái, tha hồ chúng ta ở. Nhà rộng, thiết kế có lửng, không gian xanh mát, thiết kế hiện đại, nội thất cao cấp tặng kèm. Giá bán chỉ 5,9 tỷ, quá mềm, ngang 5, độ dài là 17m. Đây là không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 5. Nhà mình có tổng cộng là 6 phòng vệ sinh nha. Và ngoài đây là không gian phòng thờ. Ở đây thì quý vị sẽ có không gian phòng thờ này. Phòng thờ rất là rộng nha quý vị. Và ngoài đây là khu vực sân thượng. Khu vực sân thượng này thì gia chủ có để chỗ để chúng ta giặt đồ. Đây chúng ta để máy giặt đây và làm dàn phơi ở đây nha quý vị. Đó, chúng ta giặt đồ phơi đồ ở đây. Nếu gia đình chúng ta ở không hết thì quý vị trừ ra một phòng làm phòng giặt đồ và phơi đồ thì cũng được. Ở đây thì có cầu thang để chúng ta leo lên sân thượng bên trên thăm bồn nước và năng lượng mặt trời. Và hướng nhà là hướng đông nam, nằm ngay trục đường Thạnh Xuân 25, sát bên trục đường Tô Ngọc Vân, ngay cao đẳng điện lực. Và vị trí này thì qua Gò Vấp chỉ khoảng tầm 10 phút và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 40 phút. Cách Gò Vấp chỉ 1km thôi nha quý vị. Giá bán rất là mềm. Quý vị quan tâm thì đến bên em để tham quan và sử dụng ngay. Huy Hùng
trên kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.